Nào, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thời gian trôi nhanh thật, vừa mới đây thôi, Nhiên Nhiên còn là một cô bé nhỏ xíu. Khi đó ngày nào con cũng muốn lấy bố, đợi bố kể chuyện cổ tích cho con. Mới chớp mắt con đã lớn thế này rồi. Bố, hôm nay con muốn giới thiệu một người với bố. Được. Thành Tuấn, Nghiên Nghiên. Bố, bác cháu là Mã Thành Tuấn, là bạn trai của Lâm Nghiên. Con không hiểu vì sao bố lại không thích Thành Tuấn tới vậy. Mã Thành Tuấn bụng dạ khó lường. Bố không đồng ý. Bố có thành kiến với anh ấy. Bố cảm thấy nhà anh ấy không giàu có. Con người anh ấy chân thành, có chí tiến bụng. Anh ấy sẽ khiến con hạnh phúc. Nếu bố vẫn không đồng ý, con sẽ rời khỏi nhà. Con sẽ chứng tỏ bố đã sai. Hôm nay con dám bước ra khỏi nhà thì Lâm Nghĩa hại bố sẽ xem như không có đứa con gái này. Cô Lâm, bố, bố, ba năm qua em không mất hoàn toàn tri giác. Đôi khi dường như em cảm nhận được có người ở bên em. Mặc dù em không nhìn rõ mặt người đó, nhưng em có thể cảm nhận được người đó. Cánh chim nạc nhai hạt bay tới hát trước sân cửa nhà tôi. Rồi lại bay đi. Lá vàng ngày thu không còn gì để hát, chỉ biết thở dài rồi rơi xuống. Có thể là vì em quá nhớ bố nên dù bây giờ ông ấy không còn nữa, em vẫn cảm giác như ông ấy ở bên em, cổ vũ em, cùng em vượt qua thời gian khó khăn nhất. Bố em luôn rất yêu em. Em thực sự rất nhớ bố. Đã lâu không được ngắm trời sao như thế này rồi. Em không bướng bà. Lúc em còn nhỏ, bố tặng em tập thơ bài chim lạc của ta ấy. Trong đó có một câu em rất thích. Cánh chim lạc ngày hè bay tới hát trước sông cửa nhà tôi, rồi lại bay đi. Lá vàng ngày thu không còn gì để hát, chỉ biết thở dài rồi rơi xuống. Em thực sự rất hối hận. Lúc bố còn sống, em luôn chọc giận ông ấy, không thường xuyên ở bên ông ấy, trân trọng ông ấy. Nhưng những điều đẹp đẽ trên đời giống như sao băng, vụt qua trong giây lát rồi không quay lại nữa. Tao hay còn từng nói, nếu em khóc vì đánh mất mặt trời, em cũng sẽ mất đi sao vậy trăng.
chắc chắn ông ấy sẽ không thích em đâu. Ông ấy sẽ luôn bảo vệ em, giống như ngôi sao trên trời. Ông ấy chỉ đổi sang cách khác thôi. Nếu em nhớ bố em, em hãy ngẩng đầu ngắm sao. Nhất định ông ấy mong em được hạnh phúc. Còn sao băng không? Em còn muốn nói với bố rất nhiều điều. Em muốn xem ngôi sao băng không? Anh dẫn em đi. Anh dẫn em tới đây làm gì? Lát nữa em sẽ biết. Cặp không? Nghiêm, chào anh. Chào chị Dâu. Anh Thiên đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Nghiêm, đằng sau quay. Đây là mưa sao bằng anh nói là. Em thích không? Thích. Chỉ cần em muốn, dù ước muốn của em là gì, anh đều sẽ cố gắng làm được. Bố, con sẽ nỗ lực hạnh phúc, chăm sóc bản thân thật tốt. Bố, con sẽ luôn nhớ bố. Lâm Nghiên, anh muốn nói với em mấy lời rất quan trọng. Sao tự nhiên Nghiên tốt thế? Tiêu Mạch, năm nay 28 tuổi, nhập ngũ sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, sau đó làm lính đánh thuê sau khi giải ngũ lính đặc chủng. Sau khi về nước, vì số phận đưa đẩy, bà trở thành trợ lý đặc biệt của chủ tịch Lâm. Từ đó, cuộc đời anh ta có mục tiêu mới. Bởi vì khoảnh khắc anh ta vào công ty, anh ta đã say đắm một cô gái. Mới đầu cô ấy không thèm để ý tới anh ta, cho tới một ngày anh ta có cơ hội được đứng trước mặt cô ấy một lần nữa. Cô gái ấy, nào, lại Lâm Nghiên. 3, 2, 1. Tiêu Mạch, ta từng nói điều tốt đẹp nhất luôn đến vào lúc người ta không để ý nhất. Cho dù đau buồn cũng đừng rơi nước mắt, bởi vì em không biết ai sẽ yêu nụ cười của em. Với thế giới mà nói, em chỉ là một con người. Còn với người nào đó, em là cả thế giới của anh ta. Lâm Nghiên, anh thích em. Anh muốn làm người đàn ông của em, bảo vệ em. Anh chưa từng nói lời này với bất cứ ai. Cả đời này
anh cũng sẽ không nói với người phụ nữ khác. Tiêu Mặc, anh nghiêm túc à? Anh chưa từng nghiêm túc như bây giờ. Anh, Tiêu Mạch, thế này mọi chuyện xảy ra quá nhanh với em. Bây giờ em vẫn chưa thể đồng ý anh được. Anh cho em thêm chút thời gian được không? Anh có thể đợi em cho tới ngày em đồng ý đeo nó lên. I'll be around.